Nga tuyên bố đã phá hủy 5 bệ phóng tên lửa ATACMS của Ukraine, loại vũ khí tầm xa mà Washington vừa cho phép ký ép sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ nước này. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. 5 bệ phóng ATACMS Ukraine bị Nga xóa sổ Ông Zelensky gợi ý giai đoạn nóng của chiến tranh Ukraine có thể kết thúc, chấp nhận mất đất đai. Nga gây thiệt hại lớn cho Ukraine ở hướng Kursk. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch diễn ra tại vùng Sumy với sự tham gia của tên lửa đạn đạo Iskander. Kết quả là hai bệ phóng MLRS và một xe vận chuyển nạp đạn bị tấn công gần Tokari, cách thành phố Sumy khoảng 8 km về phía tây bắc. Ngoài ra, ba bệ phóng HIMARS khác cũng bị tiêu diệt gần khu vực Mali cách Sumy khoảng 20 km về phía đông nam. Nga đưa ra tuyên bố trên không lâu sau khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Khalino của Nga, cách biên giới hai nước khoảng 96 km. Theo một blogger quân sự Nga Ilya Tumanov, hệ thống phòng không của căn cứ đã chặn được 7 trên tổng số 8 tên lửa ATACMS được phóng đi. Tuy nhiên, một tên lửa đã trúng mục tiêu, phá hủy radar S-400 của Nga. Việc phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa như ATACMS cùng với tên lửa từ Anh và Pháp đã khiến Moscow phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng điều này cho thấy phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Để đáp trả, Nga đã gia tăng cường độ không kích tại Ukraine. Trong những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã phóng hơn 100 tên lửa và sử dụng 466 máy bay không người lái UAV Geran-2 tập trung vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự Ukraine. Ngày 28 tháng 11, Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến công ty vận hành điện quốc gia Urenego phải áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp kéo dài 16 giờ. Urenego cảnh báo rằng tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều ngày, Ngoài các cuộc không kích, Nga cũng triển khai các loại vũ khí hiện đại như tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu khi tấn công vào thành phố Dnipro. Bên cạnh đó, Moscow tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống phòng thủ quan trọng của Ukraine, bao gồm một bệ phóng và xe nạp đạn cho hệ thống chống hạm Neptune, cũng như hai bệ phóng tên lửa Grom-2. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga sử dụng bom chùm để tấn công. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự đặc biệt là các hệ thống phòng không tiên tiến nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông Zelensky nhấn mạnh đây là thời điểm để củng cố vị thế của Ukraine và các đối tác quốc tế. Ông cũng cho biết đã thảo luận với các lãnh đạo phương Tây, bao gồm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhằm đưa ra các phản ứng mạnh mẽ trước sự leo thang xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm nay nói rằng tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần được trao cho các phần lãnh thổ chưa bị chiếm đóng của Ukraine để chấm dứt giai đoạn nóng của chiến tranh, với điều kiện lời mời gia nhập NATO phải công nhận các biên giới Ukraine được quốc tế công nhận. Tổng thống Zelensky gợi ý rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể được ký kết nếu lãnh thổ Ukraine mà ông kiểm soát được đưa vào chiếc ô bảo vệ của NATO, cho phép ông đàm phán việc lấy lại các vùng lãnh thổ còn lại theo cách ngoại giao sau này. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine được hỏi về các báo cáo cho rằng một trong những kế hoạch của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để kết thúc chiến tranh có thể là yêu cầu ép nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Moscow đã chiếm đóng cho Nga, đổi lại việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Zelensky trả lời, tư cách thành viên NATO cần được trao cho các phần lãnh thổ Ukraine chưa bị chiếm đóng để chấm dứt giai đoạn nóng của chiến tranh, miễn là lời mời gia nhập NATO công nhận các biên giới của Ukraine theo chuẩn quốc tế ông dường như thừa nhận rằng các khu vực bị chiếm đóng ở phía đông của ukraine tạm thời sẽ nằm ngoài thỏa thuận này nếu chúng ta muốn dừng giai đoạn nóng của chiến tranh chúng ta cần đưa lãnh thổ ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào dưới ô bảo vệ của nato chúng ta cần làm điều đó nhanh chóng và sau đó với lãnh thổ bị chiếm đóng ukraine có thể lấy lại chúng bằng cách ngoại giao ông nói tổng thống zelensky nói rằng cần một lệnh ngừng bắn để đảm bảo rằng tổng thống nga putin không quay lại chiếm thêm lãnh thổ ukraine Tổng thống Ukraine nói NATO nên ngay lập tức bao phủ phần lãnh thổ Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, điều mà ông nói là rất cần thiết, nếu không ông ấy sẽ quay lại. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông Anh kể từ khi ông Trump thắng cử, ông Zelensky được hỏi suy nghĩ của mình về Tổng thống đắc cử. Tổng thống Ukraine nói, chúng ta phải hợp tác với Tổng thống mới để có được người ủng hộ lớn nhất. Tôi muốn làm việc trực tiếp với Tổng thống đắc cử Mỹ vì có nhiều ý kiến khác nhau từ những người xung quanh ông ấy. Đó là lý do chúng ta không nên để bất kỳ ai phá hủy sự liên lạc của chúng ta, ông Zelensky nói. Điều đó sẽ không hữu ích và sẽ mang tính phá hoại. Chúng ta phải cố gắng tìm một mô hình mới. Tôi muốn chia sẻ ý tưởng với ông ấy và muốn nghe ý kiến từ ông ấy, Tổng thống Ukraine nói. Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với ông Trump hay chưa, Tổng thống Zelensky nói rằng cả hai đã trao đổi vào tháng 9 khi ông có mặt ở New York. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện, nó rất ấm áp, tốt đẹp, mang tính xây dựng. Đó là một cuộc gặp gỡ rất tốt và là một bước đầu quan trọng. Giờ chúng tôi phải chuẩn bị thêm một số cuộc họp. Trong suốt cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky chưa từng nói rằng ông sẽ nhượng bất kỳ phần lãnh thổ Ukraine nào bị chiếm đóng cho Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm đóng vào tháng 2 năm 2014 và chính thức sát nhập vào tháng sau đó. Ông nói rằng một động thái như vậy không được phép theo hiến pháp Ukraine và chỉ có thể xảy ra nếu người dân ở các khu vực đó đồng ý ly khai. Trước đây, Tổng thống Ukraine chỉ tiến xa nhất khi trả lời phỏng vấn vào hồi tháng 7 năm nay, khi ông gợi ý rằng các vùng lãnh thổ đó có thể gia nhập Nga nếu họ bỏ phiếu đồng ý trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do và công bằng. Tuy nhiên, ông nói Kiev cần lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ đó để tổ chức cuộc bỏ phiếu như vậy. Khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Vào tháng 9 năm 2022, Nga đơn phương tuyên bố sát nhập các khu vực trong và xung quanh tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporozhye của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân Ý không được quốc tế công nhận. Quan điểm lâu nay của ông Zelensky là lãnh thổ đó vẫn thuộc về Ukraine. Việc Nga chiếm đóng lãnh thổ là bất hợp pháp, và Kiev sẽ không nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Đầu năm nay, ông Zelensky trình bày một kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine, bao gồm việc từ chối nhượng lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Tuy nhiên, Nga nói rằng họ sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào mà lực lượng của họ đang chiếm đóng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, và lập luận rằng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ là điều kiện tiên quyết để họ ngồi vào bàn đàm phán. Hòa lực Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, năm súng cối của lực lượng Ukraine ở hướng Kursk. Nhóm lực lượng phương Bắc của quân đội Nga đã gây thiệt hại nặng nề trong 14 đơn vị Ukraine tại hướng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong buổi báo cáo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 44, 47, lữ đoàn cơ giới nặng 17, lữ đoàn xe tăng số 5, các lữ đoàn đổ bộ đường 0, 80, 82, 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 116, 117, 129 đã chịu tổn thất nặng nề gần các khu vực Alexandria, Vitoroka, Darino, Kiduloka, Bededeka, Leonidoka, Martinoka, Nini Kalin, Nikolajevo, Darino, Nikoski, Novo Vanoka, Pliokovo và Velikovo. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga cũng nhằm vào các binh lính và các trang bị của quân đội Ukraine gần các khu vực Ivakoski, Pevi Kalulenkoi, Kuriloka, Lebedeka, Leonidovo, Malaja Lonia, Martinoka, Makhanoka, Nini Kalin. Nikoski, Novaya Sorochina, Novo Vanoka, và Chekakui. Poronoi ở Kusk, cũng như tại các khu vực Bosoka, Belovody, Voroba, Juraka, Malaya ribissa và Paloka thuộc vùng Sumy của Ukraine. Trong 24 giờ qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 5 súng cối đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga thông tin các video đăng trên mạng xã hội cho thấy một số thiệt hại mà quân đội Nga đã gây ra cho lực lượng Ukraine tại Kursk trong những ngày gần đây. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ từ Sumy vào Kursk vào hồi tháng 8. Hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!